Chờ xong giờ về đón đón bạn Leo. Bạn Leo đi làm mới về. Hello. Hello. Hello rồi bò. Hello. Hello Leo. Howdy. Tối giờ chưa ăn gì đó bụng. Anh giờ đi vô phở. Phở house. When Anna learns or studies all those questions, like how you doing? She needs to learn the answers. Like, I'm fantastic. Leo nói gì biết không bà? Nó hiểu á, có cái nó hiểu mà. Mình đi lại phở, phở ăn luôn lâu lắm rồi. Mình không đi phở house. Phở house là lần đầu tiên là con tới tiệm á, mẹ con ăn á. Cái con hỏi là ảnh có việc làm không cho con làm. Cái sao mấy bữa con đi làm đây, ảnh vô ăn lại, phục vụ lại. Phục vụ ảnh lại cũng vui, thấy anh chào mình liền luôn. Cái anh hỏi ủa sao dạo này không thấy ông xã chị. Nói Leo cũng bệnh rồi, xong rồi mới bệnh viện nên là anh cũng ít có ăn. Leo ít ăn, nó thường thường Leo thích ăn cánh gà đó. Rồi gì đó cũng giỏi, nấu tiệm phở, mời nhìn bà đẹp gái. Hôm nay mình lại đó mình ăn có hai chỗ thôi, nhưng mà chẳng qua tại em thích đi mua cua á mẹ. Nó thôi thể ghé đó ăn lại đi, giờ Leo cũng đói bụng. Chưa hơn đi Leo. Did you find your car today? No, I'm lazy, I'm tired. I don't care about the car anymore, but not right now. Because I work at the morning until close. So for a while I'm okay. Or we can use one car, why not? Right? How we deal with if we have one car? Okay. I cheated today. I looked at a three. Chiều về thì cái đường này nó cũng hơi vắng chút xíu, chưa kẹt xe. Nhưng mà lo chạy xe hôm nay đi, không thì ngày mai là mưa là không có chạy đi đâu được á. Mình ăn xong mình chạy. Ask your mother when steady angles. Là mẹ đi á, ai chở thích hơn? Con hay là Leo? You ride number one. She told me that. Ngân nói ai? Daddy. Anna. Anna nói daddy chở im hơn. Im đích hơn. Anna say you good driver too. Give me a bit, but yeah, sure. Yeah, sure. I scare everybody to death. Daddy tài lái lái lụa. Đó, đi chợ, giờ về đi kiếm ăn, đói bụng rồi chứ không có nấu gì nữa. Để bữa mua sẵn ở nhà, mẹ muốn nấu gì mẹ nấu. Giờ mẹ cũng ngại ăn nhiều á. Tối ngày cho ở nhà ăn rồi ngủ không là thôi. Dễ lên cân. Phở house thì cái khu vực mình ở thì cũng khá. Cái bánh cũng đâu có no đâu. Giờ ăn nó mới ngon chứ ha. Dễ gì no. Nhưng mà nó cũng nhịn đói cũng được lắm không? Giống mẹ. Trời nữa. Mẹ nó nhịn đói hay nó cũng nhịn đói hay. Không giống mẹ nó, giống ngoại nó không mà chứ giống mẹ vậy. Chu. Tới chỗ này là vô phở. Đó, khu mỗi khu khác là cũng bán y chang vậy đó. Mỗi khu chỗ này bữa hổm mua nước nè, mua kem nè. Roy Rogers. Đọc 80 lần mới nhớ được. Phở house. Cái phở house nè mọi người. Đó, còn chợ bên đây nó mới mở nè mẹ. Gà sẽ mở đó. Gà sẽ mở đó. Giờ Leo về dẫn mẹ Leo. Hey, your button doesn't work. I lock already, I know. That key don't work because it no pin in it. You need to put the battery in it. Oh. Okay. But it's okay, just for a while, we're okay. Yeah. Giờ trời cũng hơi lạnh lạnh đó mẹ. Trời nó sắp mưa, nếu mà... Thank you.
Thank you, đồ. Cảm ơn nhiều. Giờ này chào mẹ với bé Bo. Cái ghế bên đây cao hơn nè. Oh, that chair. Biết đọc chữ không? Tại lâu rồi không ăn tiệm phở là do là mình đi làm phở nên mà không có ăn tiệm phở. Ba cái gì? Ăn hết đâu, ăn bún bò Huế trước, ăn hai cái gỏi cuốn. Mẹ ăn gì? Mẹ ăn với nó hả? Ừ, cái bún bò đi. Cái bò bía nè. Cái gỏi cuốn hả? Nước lọc. Dạ, chào anh nha. Giờ em vô đó làm rồi nên là ở đây là gần. Chứ mấy bữa là lèo. Yeah, for lèo, here for you, here for you. Here we go. Bây giờ tới đồ ăn. Can you give us a little bowl? A little bowl for the baby. Okay, thank you. Đây là gỏi cuốn nha mọi người. Cho mẹ với bé Bo ăn gỏi cuốn. Leo ăn bánh mì với lại chân gà. Để mình đi tới qua không? Không có tới được. Ớt. Rồi Leo ăn bánh mì của Leo. Cũng được. Lâu rồi mới ăn lại phở. Ăn tiệm phở này. Lý do là đi làm tiệm phở rồi đâu có ăn được phở. Ăn mấy cái món đồ Việt cơ mẹ. Leo không thích gà chiên hay lắm. Tôi nói không ăn chắc. Một miếng ớt vào ăn. Bò bía mà đây là bánh mì kiểu gỏi cuốn có người gói chặt tay có người không gói chặt tay gói chặt thôi mới ngon. Mẹ thử cuốn hả? Ăn cũng được. Dạ, chị nước mắm chứ gì nước mắm chứ gì đâu. Để mẹ ăn thử, nữa biết à. Giờ nói chỗ này ngon. Quá đói luôn chứ đói gì. Lên ăn gói mì trước khi đi, ăn gói mì đi. Từ sáng sớm đến chiều tối giờ mới ăn nữa xong đó. Hả là chicken. Gói mấy năm rồi nha. Mấy chục năm. Quanh thế. Nghe bún bò Huế. Dạ. Còn đi Việt nữa hả? Bún bò Huế. Không có gì mà nó ở đâu. Anh làm với người Việt anh biết. Ờ, thank you. A little bowl cái. Oh, ok. Uh-huh. Con ăn ở đây. Ăn nó. Ờ, thank you. Ờ. Uh-huh. Ăn gạo. Lâu rồi mày tới lại đây. Cũng lâu lắm rồi mới lại ăn lại tiệm này á. Tại vì hồi xưa mới qua đây là ghé đi ăn gần khu vực nhà mình mà mẹ. Nên ghé đi ăn.
Rồi từ ngày làm quán phở nên ít có khi nào ăn lắm. Tô là mời cả nhà nha, mời mọi người ăn bún bò. Bún bò với lại leo. Mời cả nhà ăn đi bố. Mời cả nhà. Cả nhà ăn bún bò. Việt Nam. Bố uống nước ngọt với mami không? Bố uống nước ngọt với mami không? Chia ra. Con với mami uống. Việt Nam mình thì hay thịt bò nó là bò nhiều đó. Mami không ăn thịt bò nhiều. Cái kia thì có huyết có giò đồ mẹ. Giò mà chưa. Chỗ sa tế trong đây nhóc hết trơn, còn sa tế nữa. Sa tế là một cây. Bánh cài. Bánh cài hả? Vậy bỏ thêm đi cho mày cay té lưỡi mày luôn. Xin thêm rau xem. Con mất rau rồi đó. Bỏ rau quế đi. Quá trời ơi, tao bún. Thấy ngồi với leo là không có xứng tầm. Thấy mặt thằng cao thì không thấy mặt thằng lùn. Thấy mặt thằng lùn thì không thấy mặt thằng cao. Bỏ đi, mày bỏ đi để con kêu anh cho thêm một miếng rau nữa. Cho thêm miếng rau nữa. Ớt này ngon. Ừ, cái ớt đó, cái ớt. Ớt mễ. Xin rau cho con. Ngon hết rau. Ừ, thôi lấy hết đi. Được không? Ở đây cũng bột ngọt. Nó bột ngọt cũng nhiều. Ở đâu cũng bột ngọt. Đồ ăn Việt Nam là bột ngọt. Nước ngon chứ sao? Nước ngon. Tôi theo khẩu vị mỗi người. Hồi trước chưa đi làm chị Hường thì hai chị em cũng đợi ai ăn đó. Ừ, tôi mới quen bả. Tao muốn hai chị em qua đây ăn. À, cũng sành điệu lắm nha. Năng sa tế rồi dữ dằn lắm mọi người. Ừ, Việt Nam mà. Việt Nam không chứ gì, Mỹ mò về đây mà không ăn sa tế, ăn cay rồi vô. Mời cả nhà ăn, mời mọi người ăn á. Tàu bún. Lâu lắm rồi Leo mới lại đây ăn á. So the chicken still the same. Sandwich still the same. Good. Hungry, eat good. Bún bò này nó ăn là bô son đầy mỏ luôn á. Nó nhiều quá, dầu màu đều quá. Nhưng mà cái nước ăn khá ngon. Mọi người thấy cái dầu màu đều không? Quá rồi nè. Nó xài bún đen. Này là bún trắng, trong là bún đen ha. Bún trắng, đũa trắng nữa. Đũa đã luôn. Đũa. Đũa mấy cái màu này nó hơi cứng đọt. Cho anh đời về nhiều quá. Nội là ta đã chưa? Đặt qua app. Cũng giống như Việt Nam mình đó. Gửi trước. Cài. Không hết thì chế. Chế em về nữa. Nước nhiều quá. Rồi ăn xong rồi đó. Leo trả tiền. Ok, thôi tiền mình ra đó mình chờ Leo. Mà cầm bịch đó nha. Anh ta cũng đông, anh làm bận biểu tối ngày. Cảm ơn nha.
tranh thủ về chạy xe không hết giờ. Bo chuỗi mỏ chưa sạch vẫn còn bóng. Nó ăn ăn nó vẫn còn bóng bóng. Ok, bây giờ ăn xong rồi đó, dẫn mẹ đi. Hết chưa? Mẹ hết chưa? Đi ấy đi mua cua, có cua không nha mọi người? Không, đưa lòng ngoài chùa cho nó. Chung ăn ăn bún kế bên, giờ đi ghé siêu thị đi vòng vòng cho nó xuống ký mọi người. Lại mua cua về ăn đó mọi người. Gà, gà, gà. Cái kia là hết rồi, này vẫn còn hơi nhiều quá. Kệ, mua ít về ăn nữa đi. Biết sao nó mặn trời.